Trong những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự phát triển thần tốc của ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống, hay được gọi là ngành F&B. Tuy nhiên, một thị trường tiềm năng luôn có nhiều đối thủ. Các nhà quản lý bắt buộc phải tìm cho mình vũ khí cạnh tranh để nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí và mở rộng thị phần, đặc biệt trong khía cạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành. Cùng lắng nghe ý kiến của các chủ nhà hàng, quán cà phê về phần mềm quản lý nhà hàng, quán cà phê Sapo F&B nhé! Chị cảm thấy chị gặp rất là nhiều khó khăn vì là chị phải ghi chép hàng ngày bằng sổ tay, quản lý trực tiếp, đi đâu đó cũng không có yên tâm về quán, không có cái sự quản lý chuyên nghiệp ấy. Trước đây chị có kinh doanh các cái cửa hàng, một chuỗi cửa hàng, nhưng thật ra thì cũng chưa dùng đến cái sản phẩm Sapo này. Chị thấy trong cái việc ghi chép sổ sách thì nó cũng gây cho mình không được thuận lợi trong cái việc quản lý. Chị dùng cái sản phẩm Sapo này thì chị thấy thuận lợi cho mình trong cái việc quản lý xuất nhập hàng hóa. Khách hàng khi thanh toán họ cũng thấy vui hơn, họ thấy là cái mình đưa cái hóa đơn lại cũng lịch sự hơn và nhìn nó chuyên nghiệp hơn và độ chính xác cao. Thì thứ nhất là mình thấy phần mềm nó rất là dễ sử dụng. Thứ hai nó rất là tiện, cho nên mình thường hay sử dụng về cái phần mềm về doanh thu để mình có thể kiểm soát được là nó doanh thu của mình bán hàng nó như thế nào và cái mức độ tiêu thụ của nó ra sao. Ví dụ như là khi khách vào thì cái đơn hàng đó bao nhiêu và mình biết được là khách mua những sản phẩm gì để mình có thể kiểm soát được cái lượng hàng mà tiêu thụ chạy nhất để mình có những cái đơn đặt hàng tiếp theo và mình sẽ kiểm soát được là cái lượng doanh thu nó sẽ tăng hay giảm theo từng ngày. Cái đầu tiên đó là chị nhận được cái đánh giá từ khách hàng, đó là cái sự phục vụ chuyên nghiệp. Thứ hai nữa đó là chị tránh khỏi được cái sai sót trong quá trình order món hàng, món uống, đồ uống được khách. Thứ ba nữa đó là cái việc quản lý của chị ấy, thì trở nên dễ dàng hơn. Chị không phải là trực tiếp để quản lý ở quán 24/24 nữa mà chị có thể quản lý từ xa. Đi mới mở quán cà phê này được một tuần thì thấy có nhân viên của bên Sapo đến quảng cáo cái dòng máy này thì dùng, quyết định là dùng luôn. Trong cái lúc bắt máy thì thấy nhân viên của Sapo rất là nhiệt tình và hướng dẫn cho nhân viên của Di rất là minh bạch rõ ràng trong cách thực hiện máy. Thì Di cũng đã giới thiệu cho bạn bè rồi sẽ dùng cái sản phẩm này của Sapo. Thế là bên con gái Di cũng đã dùng chuẩn bị lắp hai bộ máy Sapo này để dùng trong việc kinh doanh. Chị rất là cảm ơn hãng đã tạo điều kiện cho chị kinh doanh rất là thuận lợi. Mấy bạn bên Sapo thì rất là nhiệt tình. Ngay từ những cái ngày ban đầu mà chị mở khai trương quán thì mấy bạn cũng rất là nhiệt tình ở đây chăm sóc liên tục trong vòng những ngày đầu. Tận tình thì chị bảo cho nhân viên chị sử dụng phần mềm đó. Và trong quá trình mà bán sau này chị đã sử dụng thành thạo rồi thì mấy bạn cũng thỉnh thoảng cũng gọi điện hỏi thăm chăm sóc khách hàng chị đó. Thì các bạn nhân viên của Sapo tại Đà Nẵng thì các bạn cũng rất hỗ trợ rất là nhiệt tình cho mình cũng như là nhân viên của mình trong cái quá trình mà các bạn làm việc đó. Và thì thật sự ra thì cho tới đến giờ phút này thì mình nghĩ là đó là một cái sự lựa chọn đúng bởi vì mình cũng mới khai trương nhưng mà hiện tại các bạn hỗ trợ rất là tốt và đặc biệt là trong cái quá trình mà có cái phát sinh á, ví dụ như có những cái lỗi phát sinh thì các bạn hỗ trợ rất là nhanh, thì đó là một cái điều mà mình rất là đánh giá rất là cao về các bạn tại Sapo tại Đà Nẵng luôn. Số lượng nhà hàng, quán ăn, quán cà phê liên tục tăng nhanh và gần như không có dấu hiệu chững lại. Với đặc thù của ngành dịch vụ, các nhà quản lý cần tập trung cải tiến quy trình phục vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo hình ảnh chuyên nghiệp. Hãy sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng, quán cà phê Sapo F&B để vận hành nhà hàng, quán cà phê hiệu quả. Truy cập sapo.vn và đăng ký dùng thử Sapo F&B miễn phí ngay nhé!